Xin kính chào quý vị khán giả, bản tin 24 giờ mang đến cho quý vị khán giả những tin tức nóng nhất, mới nhất được cập nhật trong 24 giờ qua. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những điểm tin chính có trong chương trình ngày hôm nay. Mới đây, hiện tượng mưa lớn kéo dài những ngày qua tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đang khiến đập Wuzhiazu đối mặt nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Trận mưa lớn nghìn năm có một ngày đã gây ra những cảnh tượng được mô tả là ám ảnh đáng sợ, trong đó có cảnh nước lũ dâng tới cổ hành khách đi tàu điện ngầm. Hãy cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây. Đê sắp vỡ do nước lũ, quân đội Trung Quốc phá sập luôn bằng thuốc nổ. Quân đội Trung Quốc đã cho nổ tung một con đập để giải phóng dòng nước một cách có kiểm soát, trong bối cảnh mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra trong ngày thứ ba. Theo app, quân đội Trung Quốc cho nổ tung một con đập ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, sau khi 12 người thiệt mạng bên dưới nhà ga tàu điện ngầm ở thành phố Trịnh Châu. Nổ đập và kè để xả nước là phương án cuối cùng được Trung Quốc sử dụng để kiểm soát dòng nước lũ, bao gồm việc đổi hướng dòng nước và giảm tải sức ép cho hồ chứa. Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, chiến khu Trung ương phụ trách địa bàn tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã huy động binh sĩ đến tham gia ứng phó lũ lụt và xử lý vấn đề liên quan đến một con đập có thể vỡ bất cứ lúc nào. Tối ngày thứ hai, một con đập ở thành phố Lạc Dương đã xuất hiện vết nứt dài 20 cm ở thân đập. Một lữ đoàn chuyên tham gia kiểm soát lũ lụt và ứng phó khẩn cấp đã được huy động, đem theo thuốc nổ để nổ tung con đập và đổi hướng dòng nước. Lữ đoàn này từng tham gia hoạt động cứu hộ trong hai thảm họa đại hồng thủy năm 1998 ở tỉnh Hồ Bắc và động đất năm 2008 ở Tứ Xuyên. 200 binh sĩ thuộc lực lượng tên lửa Trung Quốc đem theo thiết bị, thuyền Kazakh đã được điều động để giải cứu những người bị mắc kẹt trong trận mưa như trút nước tại nhiều khu vực của tỉnh Hà Nam. Theo SCMP, đến ngày thứ ba, số người tử vong trong trận mưa lũ ngàn năm có một ở tỉnh Hà Nam đã tăng lên ít nhất 18 và 200.000 người phải đi sơ tán. Các phương tiện truyền thông địa phương ở Trung Quốc mô tả đây là trận mưa lũ ngàn năm có một. Các số liệu thống kê chính thức cho thấy đây là trận mưa lịch sử lớn nhất trong hơn 60 năm qua ở tỉnh Hà Nam. Hôm thứ ba, Trung tâm Kiểm soát Lũ lụt Trịnh Châu cảnh báo người dân về tình trạng mất an toàn nghiêm trọng tại hồ chứa Wuzhiazu, yêu cầu sơ tán ngay lập tức. Vài giờ sau, Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc thông báo đã sơ tán nhân viên gần con đập ở khu hồ chứa nước do nước dâng cao nguy hiểm. Hoạt động thông tin liên lạc ở hồ chứa Wuzhiazu đã bị gián đoạn do sóng yếu và không có điện. Tàu điện ngầm bị ngập ở Trung Quốc 120 phút kinh hoàng, người tuyệt vọng bật khóc, người dặn người thân lo hậu sự. Vụ hàng trăm hành khách bị mắc kẹt trong tàu điện ngầm ở Trịnh Châu khi ngoài trời đang có trận mưa lớn ngàn năm có một. Đây là điều rất được dư luận Trung Quốc quan tâm khi giới chức địa phương đã xác nhận 12 người thiệt mạng trong vụ việc. Nhiều hành khách bị mắc kẹt trong thời điểm đó đã đăng tải các video và hình ảnh lên mạng xã hội. Những hình ảnh thực sự gây sốc, nước ngập đến ngang ngực và thậm chí là ngập đến cổ họ, đe dọa tính mạng của họ. Một nữ hành khách có mặt tại hiện trường đã đăng tải bài chia sẻ dài về trải nghiệm mạng sống như chì mảnh treo chuông sau khi được cứu thoát. Những chi tiết trong bài viết quả thực gây ám ảnh cho người đọc. Những hành khách này cho biết, sau khi tôi bước lên tàu điện ngầm, chúng tôi chỉ đi qua một trạm dừng và con tàu bất ngờ bị dừng lại giữa chừng trước khi đến trạm thứ hai. Nước bắt đầu tràn vào trong toa tàu và tôi không thể di chuyển, theo lời kể của người phụ nữ. Khi đó mọi người đều bối rối không biết phải làm gì. Lúc này, nhân viên tàu điện ngầm đã hướng dẫn mọi người từ từ sơ tán. Tuy nhiên, ngay sau khi vừa bước ra khỏi tàu, họ liền bị gọi trở lại vì phía trước đã ngập hết nước và không còn đường để đi lên nữa. Tất cả mọi người đều phải trở lại toa tàu. Lúc này tình hình ngày càng tệ hơn. Nước trong toa tàu đã ngập đến thắt lưng nhưng cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc tại đó. Mực nước phía ngoài tiếp tục dâng cao và tràn vào phía trong toa tàu ngày càng nhiều. Ban đầu mọi người đều đứng lên ghế, nhưng sau đó dù đứng trên ghế thì nước vẫn gặp đến ngang ngực. Chúng tôi và tất cả mọi người đều thực sự sợ hãi. Thế nhưng, điều kinh hoàng nhất không phải là toa tàu bị ngập nước, mà lượng không khí bên trong ngày càng ít đi. Nhiều người đã có triệu chứng khó thở. Những hành khách này đã nghe thấy một người phụ nữ trung niên bật khóc nức nở khi dặn dò gia đình lo hậu sự cho mình và đọc số thẻ ngân hàng cho người thân. Vào thời điểm đó, mọi người bắt đầu tuyệt vọng và họ đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Những hành khách này cũng đã gọi điện cho mẹ cô, nhưng cô không nhớ rõ mình đã nói những gì với mẹ. Mẹ cô đã cố gắng trấn an con gái và động viên cô rằng lực lượng cứu hộ sẽ đến sớm. Nữ hành khách cho biết cô đã cố gắng chống chọi từ khoảng 6 giờ chiều đến 8h30 tối, và cuối cùng thì cô cảm thấy mọi thứ đều mờ dần đi, có thể là do thiếu oxy. Đúng lúc này, từ trên nóc tòa tàu vang lên tiếng bước chân cứu mạng, có ai đó tới. Người lính cứu hỏa đã nỗ lực đập vỡ cửa kính, mọi người đã có thể hít thở trở lại. Nữ hành khách viết, theo giới chức địa phương, lực lượng cứu hộ đã sơ tán hơn 500 người trong sự cố tàu điện ngầm, trong đó có 12 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Hàng chục thành phố ở Trung Quốc ngập trong biển nước, mưa lớn trút xuống tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc trong những 2 ngày thứ Hai và thứ Ba đã khiến mực nước ở nhiều con sông lớn tràn bờ gây ra ngập lụt ở hàng chục thành phố. Mưa lớn trút xuống tỉnh Hà Nam khiến nhiều sông lớn vỡ bờ, gây nên lượng nước lớn dồn xuống từ các thành phố Hà Nam, một tỉnh nông dân đã hứng chịu các trận bão kể từ cuối tuần qua. Giữa một mùa mưa bất thường, 12 người thiệt mạng và hơn 100.000 người phải sơ tán. Giao thông đường sắt bị đình trệ, trong khi nhiều tuyến đường cao tốc phải đóng cửa và các chuyến bay bị hoãn hoặc hủy. Theo Nhân dân Nhật báo, ít nhất một người chết và 2 người mất tích sau trận mưa lớn bắt đầu từ hôm Chủ nhật. Một số đoạn video trên các phương tiện truyền thông xã hội cho thấy tàu điện ngầm bị ngập ở đoạn trung tâm thành phố Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh Hà Nam. Nước lũ thậm chí dâng lên đến tay cầm của tàu, buộc hành khách phải đứng lên ghế. Trong ảnh, người dân đang lội qua nước cao đến đầu gối để băng qua ngã tư đường. Tại Nghĩa Châu, thành phố của Tây Nam Trịnh Châu, đường phố xuất hiện xoáy nước cuốn nhiều ô tô và các phương tiện khác. Cơ quan thời tiết tỉnh Hà Nam mô tả, những cơn mưa lớn gần đây vượt qua các con số kỷ lục trong lịch sử. Trong 4 ngày, từ ngày thứ Sáu đến ngày thứ Hai, 3.535 trạm thời tiết ở Hà Nam ghi nhận lượng mưa vượt quá 50 mm, trong đó có 1.614 trạm ghi nhận lượng mưa trên 100 mm và 151 trạm ghi nhận lượng mưa trên 250 mm. Nước sông Y dâng cao cũng đe dọa hang đá Long Môn, di sản của thế giới UNESCO gần thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam. Chùa Thiếu Lâm ở thành phố Đăng Phong nổi tiếng về võ thuật cũng tạm thời đóng cửa trong bối cảnh các thành phố ngập trong nước. Tại Đăng Phong, một nhà máy hợp kim nhôm phát nổ vào hôm thứ Hai, sau khi nước từ một con sông tràn vào. Mưa, bão cũng gây ra thiệt hại đáng kể ở nhiều nơi. Tình trạng lũ lụt diễn ra phổ biến trong mùa mưa ở Trung Quốc. Mối đe dọa này càng trở nên tồi tệ hơn trong vài thập kỷ qua. Thực hư thông tin một hồ chứa ở Trịnh Châu, Trung Quốc bị vỡ trong đêm khiến báo đài đăng tin rồi lại xóa. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, sau 3 ngày mưa lớn kéo dài tại thành phố Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh Hà Nam, giới chức địa phương đã xác nhận 12 người thiệt mạng và tiến hành sơ tán khoảng 100.000 người ở vùng trung của thành phố. Hàng ngàn nhân viên cứu hộ, cứu nạn đã được triển khai đến thành phố này để giải cứu những người mắc kẹt và sơ tán người dân. Hãng thông tấn Trung ương Tân Hoa xã đưa tin, trong sáng ngày hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhận định tình hình lũ lụt diện rộng tại Trịnh Châu nói riêng và tỉnh Hà Nam nói chung là rất nghiêm trọng, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng ưu tiên đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Trong khi đó, đã có một số báo cáo mâu thuẫn về tình trạng của hồ chứa Wuzhiazu, thành phố Trịnh Châu. Ban đầu, đài truyền hình nhà nước thông báo trên trang web và trên Twitter rằng hộ chiếu này đã vỡ vào lúc 1h30 sáng, nhưng sau đó đã xóa thông tin này đi. Một tuyên bố từ Bộ Quản lý Khẩn cấp của Trung Quốc cũng cho biết hồ chứa Wuzhiazu đã bị vỡ, theo ảnh chụp màn hình được trang China Daily dẫn lại. Tuy nhiên, thông tin này sau đó cũng bị xóa bỏ. Đến chiều cùng ngày, thông tin đính chính mới được công bố. Ảnh chụp từ bản tin của CCTV cho biết, đoạn sườn đập ở hạ nguồn hồ chứa Wuzhiazu bị nước tràn qua làm sói lở ở phạm vi lớn, nhưng trên thân đập đã không xảy ra tình trạng nứt vỡ. Hiện tại thì nước đã không tràn qua đỉnh đập nữa, và địa phương đã khơi các đường dẫn tạm thời để hạ mực nước của hồ chứa. Tương tự, hãng tin Tân Hoa xã cũng đã đăng tải thông tin về đoạn sườn đập ở hạ nguồn của hồ chứa này bị sói lở, nhưng bản thân hồ chứa này không bị vỡ. Trung Quốc dự báo lũ ở Tiêu Tác, nhưng thảm họa lại rơi vào Trịnh Châu. Cơ quan dự báo thời tiết đã cảnh báo sẽ có mưa lớn trước khi trận lũ kinh hoàng quét qua miền Trung nước này, nhưng thời gian và địa điểm dự báo đã không giống thực tế diễn ra. Hôm thứ Ba, bà Xu An Phan, Phó Giám đốc Cơ quan Khí tượng tỉnh Hà Nam nói rằng chính quyền tỉnh đã được cảnh báo về nguy cơ thời tiết cực đoan từ thứ Tư tuần trước. Theo sao China Morning Post, hôm thứ Sáu tuần trước đó, chính quyền địa phương cũng đã di rời một số người dân khỏi khu vực vùng trũng thấp ở Tiêu Tác, thị trấn ở phía tây bắc của tỉnh, nơi có thể đối mặt với trận lũ trong năm có một. Lượng mưa được dự báo có thể lên tới 500 mm hôm Chủ nhật. Các khu vực còn lại, trong đó có thủ phủ Trịnh Châu, được dự báo sẽ có ít mưa hơn. Tuy nhiên, thay vì Tiêu Tác, Trịnh Châu hôm thứ Hai bất ngờ chứng kiến lượng mưa hơn 200 mm chỉ trong 1 giờ, chậm hơn 1 ngày so với dự báo. Chính quyền thành phố buộc phải ban bố cảnh báo đỏ, nhưng khi đó hầu hết người dân đã trên đường đi làm. Với lượng mưa đạt 622,7 mm sau 24 giờ, trận mưa lũ đã khiến ít nhất 25 người thiệt mạng. giới chức Trung Quốc miêu tả đây là trận mưa lớn chưa từng có suốt 1.000 năm qua ở nước này. Nguồn cấp điện và nước sinh hoạt từ quận này sang quận khác ở Trịnh Châu cũng bị phá hủy. Ông Chen Tao, đại diện Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia hôm thứ Ba nói rằng, dù Trung Quốc đã nỗ lực cải thiện khả năng dự báo các hoạt động thời tiết cực đoan, đây vẫn là một thách thức lớn trên thế giới. Những điểm tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu có những đóng góp cho chương trình, xin mời quý vị hãy để lại trong phần bình luận ở dưới mỗi video. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!